gì vậy? Hả? Tao chơi á, được không? Hàng của cha nhập về chứ đâu phải giải dụng đâu mà mày phá vậy. Dạ, tao hỏi mày nè, ở đây á, tao là chủ hay mày là chủ? Cha là chủ, mày mà phá, tao đi mét cha. Ê, mày đứng lại coi, ai cho mày đi mét? Mày thử cản tao một lần nữa coi, tao đâm mày á. Mày dám không? Đứa nào hả? Đứa nào đã lộn ở đây hả? Tại sao vậy hả? Cha mới đi ra ngoài có một chút xíu thôi, lại đây có chuyện rồi. Dạ, thằng Kim Phan, nó làm hư đồ của cha, nó còn quýnh con nữa. Hai đứa mày quá lắm nghe, hả? Giải dốc của cha mua về ha, tốn biết bao nhiêu tiền của cha mà tụi con phá vậy nè. Đứa nào, thằng Kim Chính hay Kim Phan ha? Là nó, thằng con trời đánh con chứ ai. Là thằng Kim Chính. Dạ là thằng Kim Phan á cha, chứ không phải con. Má không có nói con, má nói là nó nè. Kim Chính phải không? Tôi nói là nó là cái thứ là con của sướng ca vô loài đó. Con phải không Kim Phan hả? Dạ không phải con. Gì? Không phải mày hả? Mày giấu gì sau lưng vậy? Hả? Để tao coi. Gì đó? Dạ, cái kéo. Cái kéo này dùng làm cái gì? Dạ, cất giả. Thiệt tình à? Đó, thấy chưa? Còn chói không? Mới mày lớn ha, mà đã xảo quyệt rồi ha. Dạ, không phải con, là thằng Kim Chính. Không phải con. Không phải con, tại sao con cầm cái kéo? Cái ngữ đó, mày đặt vô tiệm giải. Học cái gì? Học phá thì có. Lại đây. Mỗi đứa đưa cái tay ra. Đưa tay ra. Má, má ơi cứu con. Cái gì đó vậy? Trời đất ơi, nó làm cái gì mà ông đòi đánh nó chứ? Má đánh đi, đánh cái thứ này nè, cái thứ trôi sông lạc chợ á. Bà đi vô, để tôi dạy tụi nó. Đánh là đánh nó đó nghe chưa? Còn con nữa, đi vô chứ má. Má biểu vô là vô, muốn lên Sài Gòn học chứ gì? Dạ. Má cho lên học, đi. Dạ. Đi hết đi. Dạ. Vợ với con mà. Trời đất ơi, giải của tôi mua, tôi không biết bao nhiêu tiền mà nó cắt dụng ra gì nè. Chuyện đời nổi không? Con kéo cái màu hồng ra, phải kéo cái màu xanh ngược lại. Kéo cái màu xanh qua. Cái thằng này chắc con đánh mày quá. Vậy mày cũng rồi ra học. Mày học kiểu này á, tao đuổi mày về cho mày xuống bếp luôn với má mày nghe chưa. Bây giờ kéo lại cho thằng này kìa. Con kéo lại cho thẳng đi. Ủa, chưa ăn gì sao mà phải ăn bánh nướng vậy con? Dạ. Con ăn chưa? Con ăn rồi. Ăn rồi hả? Vẫn đói. Con đói hả? Trời ơi, tôi cục vàng của má quá. Để bây giờ má lột cho con ăn nha. Rồi, ăn đi cục vàng của má. Rồi, con ăn đi nha. Ngó gì? Mày ngó cái gì? Mày ngó cái gì hả? Mày ăn cho mập thay còn nhỏ ôm nhôm nhách. Giờ mày ngó làm sao? Hả? Ủa? Ngó cái gì? Dạ. Mày đói bụng phải không? Con đói bụng. Má lớn cho con nghỉ một tí đi. Tao quánh à. Tao quánh à, mày lẻo lượn vừa phải tao nghe chưa? Mới vừa hồi nãy tao cho mày cục xôi tổ bố. Cục xôi đó còn to hơn bả mặt của mày nữa. Mày ăn hết rồi bây giờ mày đói là sao? Nhưng mà cục xôi má lớn cho con nó bị thiêu rồi. Trời đất ơi. Mày vẫn đứng câu chuyện dễ sợ. Bị thiêu mà mày ăn một cái một là nó hết ha. Mày ăn một cái một mà mày sợ người ta dành ăn hết của mày. Mày ăn rồi mà còn nói bị thiêu. Xôi của tao mà thiêu cái gì? Tao mới đi đám cúng đình hồi tuần trước rồi đem xôi về đây. Mày nói thiêu là thiêu làm sao? Thiêu mà mày ăn được hả? Làm tiếp mày. Xếp từng thớ này cho tao à. Ăn lẹ đi con. Trời ơi, con trai cưng của má. Đi đây cho má. Bữa nay sao? Đi học có vui không? Kể cho má nghe coi. Không có vui chút nào hết á. Má. Hả? Vậy má xin cha cho con lên Sài Gòn học đi. Biết gì đâu mà học. Má. Ừ? Má đừng coi thường con nha. Ừ. Má nghe con nói tiếng Tây nè. Nói coi. Nè, đời là si la mua, còn tình là si la vie. Trời hay, má. Quá, hay hay quá. Không? Đời là si la moon mà tình là si la mi. Má không có hiểu. Mà nè, ăn nếp vô á, nó hơi dữ lắm. Còn gạt cái nếp qua nha. Cái xong còn ăn cái nhân thôi. Còn nếp á, mình quán mình dục nha. Dạ. Mày ngó cái gì? Con tao ăn mày cũng ngó là sao? Kéo ra ngoài cho tao nghe chưa? Bỏ mấy cái này đi. Để má lấy bỏ mấy cái nếp ra cho. Rồi con ăn ha. Nè, bột nè. Ngát. Dục nè. Không ăn cái này. Dục nè. Không ăn mấy cái này. Trời ơi, tao nói cục thịt nó ngon. Dễ sợ nè. Ăn đi con. Ngon không? Dạ ngon. Ăn tiếp nha con. Ăn. Ấy trời. Rớt bỏ đi con. Bỏ. Đừng lụm. Đây, má lụm cho. Rớt bỏ.
Bỏ, không ăn tầm bậy tầm bạ được. Bỏ, rác nè. Mày làm gì vậy? Hả? Mày bỏ xuống, bỏ xuống chưa? Suốt ngày đói à, mày leo lên làm gì cho tao? Nghe không?